Em vừa về tiếp tục cùng mẫu i10 2018 cô chú chị, nước sơn ngoài đẹp, sơn xi đỏ nha, hai cụm đèn phía trước mới lên kèn nguyên bản của dòng i10, xe gia đình nha, không có một ngày giờ dịch vụ đâu bà con. Form đẹp không, 49A21083 bà con ạ. Màu đỏ rất là tươi, màu cực kỳ là tươi, mâm đúc của dòng Hyundai i10 này, xe này không tì vết. Bản Grand đây bà con nè, tích hợp xi nhan trên gương chiếu hậu, kính của Hyundai là rin nguyên bản đăng kiểm tháng 12 năm 2023 này. Hệ thống kính chắn gió phía trước của em nó là hầu như là nguyên rin hết. Xe nè, vỏ nè, vỏ đâu đó còn lanh quanh còn được ở tầm 60% mâm đúc nè, tăng bu rồi mới tinh lập bào trong. Anh chị thấy không đẹp không? Đó, mẫu này xin anh hai đầu chạy đầm nha bà con nha. Chạy em này thì cực kỳ là đầm rồi. Hai cụm đèn của em nó là hai cụm đèn phía sau là mới ken luôn bà con. Mẹ toàn bộ chrome phía sau, cả miếng da lipo đầy đủ các tính năng rồi. Em này lấy về bà con có bác chỉ việc sử dụng thôi. Xe hầu như là sơn si, là không có một tí gọi là chày xước trên chiếc xe đâu. Chất sơn rin còn, em này sơn rin phủ lên tới 75-80% nha bà con. Đây là nước sơn rin nè, qua em nó nè, bóng loáng luôn. Hệ thống kính chắn gió phía sau là kính rin nguyên bản của dòng Hyundai 10 nè. Đó, dán toàn bộ phim cách gì khá toàn diện rồi cô chú anh chị ạ. Mua về là bà con có bác chỉ việc sử dụng thôi. Nút bóng thông minh, nút bóng điện tử nha. Và đây, chúng ta có hệ thống gương cụp mở, bốn cánh chính điện, lóc kính, lóc cửa, tappy nè. Tappy keo là keo rin hết toàn tập. Gia đình ta đi cái mẫu xe này, bà con có mấy coi dịch vụ làm sao mà được cái ghế nỉ như thế này. Bà con đi. Đó, bà con thấy không? Ghế nỉ là mới nguyên bản vô lăng. Vô lăng 2018 là không tì vết luôn. Trang bị là nút đề xa top đầy đủ tính năng. Em là bạn đủ nha bà con nha. Ba mấy ngàn, 32.288 km nè. Trên đồng hồ là không dấu hiệu là lỗi lầm. Chủ nhà đã lên một cái màn hình Android kết hợp là cộng với cam hành trình. Kết hợp ở đây này sẽ có gương chống chói nè. Bà con đi đêm bà con chỉ cần bấm vào đây, bấm vào đây đỡ chói mắt nha cô chú anh chị. Từ phần củ số bao da rin hết theo xe nha bà con có bác nha. Vô lăng nè, vô lăng mới không, trợ lực em này nhẹ tưng luôn, tiết kiệm nhiên liệu. Em này đi đâu đó nằm lanh quanh cho cô chú anh chị 6 lít. Sổ bảo dưỡng bảo hành nè của hãng Hyundai nè, nó còn nguyên linh kiện như thế này. Được chưa bà con? Chìa khóa, hai chìa khóa riêng theo xe còn nguyên bản luôn. Ok chưa? Máy êm lắm. Tắp lô tắp bi sạch sẽ vô đối. Chủ nhà lên lót sàn 5D. Xe có bàn mấy nhà đâu hết luôn. Mẫu này thì bao test đồng hồ cho cô chú anh chị. Bao test hãng luôn nha. Cục máy mới lắm. Đây cô chú anh chị, bốn máy. Máy 1.55. Đây cục máy nữa, bên chị anh dọn dẹp làm đẹp toàn bộ. Và hệ thống boe của em nó nguyên bản hết, keo rin chưa mở luôn. 2018 trước gia đình thì đi quá là mới luôn. Mới kiên. Hai bên kèo cột nguyên bản, ken bị lại ABS chống bóng phanh. Tán nó có bôi chưa mở nè, keo rin nè. Keo rim toàn bộ cho nó cao nè cô chú anh chị. Được chưa? Xe sạch sẽ lắm. Xài toàn bộ hệ thống bếp phun nha bà con. Nè cô chú anh chị, hộp số của em nó là bao rim. Số máy là khô ráo. Đó bà con đi mẫu này thì tiết kiệm nhiên liệu vô đối rồi. Đẹp như thế này. Sạch sẽ chưa? Mẫu này lấy về là chỉ việc sử dụng thôi. Ngoài ra không phải làm đâu. Đó, đèn phía sau là mới lên kèn. Đây bà con. Nút bóng thông minh, mở cốp bằng nút bóng thông minh. Hệ thống keo ở trong rin toàn bộ, chất sơn rin phủ từ trong ra ngoài. Nha cô chú anh chị. Đây nè, bỏ xe cô còn chưa hè nè. Anh chị thấy bỏ xe cô chưa? Vỏ xe cô của em nó còn chưa hè là mới tinh. Đó, phấn bảy màu của em nó còn nguyên rin như thế này. Được chưa? Đó là mẫu gia đình gốc rồi, 100% gia đình nha. Không có một ngày giờ dịch vụ taxi đâu. Xe ngay chỗ đứng luôn.
Rồi, gầm ở trong nè. Đẹp không bà con? Cái bô nè, bô 28 đẹp cỡ này. Bà con thấy cái bô 28 không? Khá là đẹp. Đó. Đây là phần gầm. Cô chú anh chị trải nghiệm phần gầm cùng với Trần Anh nhé. Màu đỏ sơn đẹp lắm. Màu đỏ đi, vô đối. Đây bà con nè, gầm bề ở trong nè, không một tí là một bọt ở dưới gầm. Tiết kiệm nhiên liệu. Anh chị nào quan tâm mẫu i10 này thì alo cho Trường Anh Ô Tô. Em sẽ sử dụng toàn bộ hệ thống mâm 14 nha. Đắt vỏ theo xe. Tuần 1 tháng 2 năm 2018 nè. Tuần 1 tháng 2 2018 4 đắt vỏ theo xe nha bà con này. Đây nè. Tuần 1 tháng 2 2018 nè. 4 đắt vỏ theo xe luôn. Còn được ở tầm 60% thôi. Quá là ok. Đó, đam mê mẫu này alo, em khép lại chương trình tại nơi này thôi. Trần Anh, see you and goodbye.